Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. NATO cùng Ukraine vừa kết thúc đợt tập trận thử nghiệm các hệ thống chống máy bay không người lái UAV. Đây là lần đầu tiên Kiev tham gia diễn tập kiểu này. Reuters đưa tin cuộc tập trận kéo dài 11 ngày. Các cuộc tập trận diễn ra tại một căn cứ quân sự ở Hà Lan. Họ đã thử nghiệm các hệ thống tiên tiến giúp phát hiện và chống lại UAV, đồng thời đánh giá hiệu quả khi chúng phối hợp nhau. Được biết, hơn 450 người từ 19 quốc gia thành viên NATO và 3 quốc gia đối tác đã tham gia cuộc tập trận nói trên. NATO cho biết, hơn 60 hệ thống và công nghệ chống máy bay không người lái như cảm biến, UAV chống UAV, thiết bị gây nhiễu và thiết bị đánh chặn mạng đã được thử nghiệm trực tiếp. Liên minh nói thêm rằng, việc Ukraine trực tiếp tham gia cuộc tập trận là một phần trong lộ trình hợp tác đổi mới NATO-Ukraine mà các bên đã thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, Mỹ vào tháng 7. NATO cho hay các cuộc tập trận mang đến cơ hội duy nhất để cùng nhau giải quyết các thách thức cấp bách, đồng thời học hỏi kinh nghiệm chiến trường của Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái cỡ nhỏ. Ở một diễn biến khác, trong tiến trình xung đột Nga-Ukraine, Điện Kremlin đã nhiều lần vạch ra làn danh đỏ, ám chỉ kho vũ khí hạt nhân chiến thuật khổng lồ của Nga có thể được kích hoạt nếu đối phương vi phạm các giới hạn của Nga. Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã nhiều lần vượt qua các lần danh đỏ mà chưa có chuyện nghiêm trọng nào xảy ra. Đầu tiên, Ukraine có được các vũ khí mới và mạnh do phương Tây viện trợ. Sau đó, Kyiv sử dụng UAV của riêng họ để đánh thẳng vào sân bay trong lãnh thổ Nga và thậm chí cả chính điện Kremlin. Gần đây nhất, lực lượng quân sự Ukraine đột kích thẳng vào lãnh thổ Nga tại Kursk và cố gắng giữ lãnh thổ vừa chiếm được trong thời gian dài. Thế nhưng, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga vẫn chưa được sử dụng. Điều này khiến Ukraine và NATO nghĩ rằng Tổng thống Nga Putin và trợ thủ là ông Medvedev chỉ đơn thuần đang hù dọa phương Tây về tấn công hạt nhân. Nhưng ngày 12 tháng 9 năm 2024, tình hình đã khác biệt đáng kể. Hôm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ coi NATO trực tiếp tham chiến chống Nga nếu tên lửa tầm xa do Mỹ, Anh và Pháp sản xuất được Ukraine sử dụng để đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Putin nói rõ, lần này khác với mọi khi. Nhiều chuyên gia Nga đồng ý với tuyên bố của ông Putin. Hiện nay Washington dường như cũng chú ý đến lời đe dọa do ông Putin đưa ra và kiềm chế trong vấn đề cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí phương Tây. Sergei Chokan, nhà báo mảng thế giới của Nhật báo Konsomolet tại Moscow nói Nga ngày càng bực bộ về việc phương Tây có vẻ đã đánh mất hết nỗi sợ chiến tranh hạt nhân. Sự gian đe đã không còn nữa. Ông Chokan so sánh tình trạng này với thời chiến tranh lạnh khi nỗi sợ này thúc đẩy cả hai phe ngồi vào bàn đàm phán để giới hạn xung đột và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Nhà báo Chokan nói tiếp, ngày càng có nhiều người suy nghĩ rằng phương Tây cần một cuộc gọi thức tỉnh để giúp họ thấy rằng mình đang đùa giỡn với nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba nếu họ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Trả lời câu hỏi của một phóng viên, Tổng thống Nga Putin đã phân biệt việc sử dụng những vũ khí như tên lửa hành trình của Anh và Pháp cùng tên lửa đạn đạo ATACMS của Mỹ với các kịch bản lăn danh đỏ trước đây. Ông Putin nói rằng những vũ khí vừa nêu là rất tiên tiến nên lực lượng Ukraine không thể tự vận hành được mà cần sự trợ giúp của bên ngoài. Theo ông, Ukraine cần có chuyên gia NATO giúp sức vận hành tại chỗ, đồng thời cần định vị và dẫn đường bằng vệ tinh để có thể tiến hành hiệu quả các cuộc tập kích bên trong lãnh thổ nước Nga. Điện Kremlin coi đây như ngưỡng cuối cùng. Bản thân ông Putin trong một năm qua đã phải chịu áp lực từ những thành viên theo đường lối cứng rắn trong đội ngũ an ninh của mình. Những người này muốn khôi phục sự gian đe bằng việc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân mang tính trình diễn nhằm nhắc nhở phương Tây rằng Nga là một siêu cường hạt nhân không thể bị xem thường. Chuyến thăm Kiev của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen diễn ra khi quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường. Ở mặt trận phía đông, các lực lượng Kiev đã buộc phải rút lui trước thế tiến công mạnh mẽ của Nga. Trong khi đó tại tỉnh Kursk, Nga đang dần giành lại lợi thế tại những khu vực mà Kiev tuyên bố giành quyền kiểm soát trước đó. Ukraine sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức to lớn hơn khi bước vào mùa đông thứ ba của cuộc xung đột. Các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện đã gia tăng trong những tháng gần đây. Cơ quan năng lượng quốc tế thông tin, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 6 gigawatt điện năng vào mùa đông năm nay khi nhu cầu điện tăng lên cao điểm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu EU sẽ cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 35 tỷ euro, tức khoảng hơn 39 tỷ đô la Mỹ. Theo bà Ursula von der Leyen, EU đã tận dụng tiền lãi từ khối tài sản 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị đóng băng trong các ngân hàng ở châu Âu để hỗ trợ Kiev vượt qua mùa đông sắp tới. Ngoài khoản tiền mặt phân bổ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp bách của Kiev, Liên minh châu Âu EU dự kiến hỗ trợ sửa chữa và xuất khẩu thêm điện năng cho Ukraine. Thông báo trên được bà von der Leyen đưa ra trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến công du thứ 8 của bà von der Leyen đến Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Cũng tại cuộc họp này, người đứng đầu Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của châu Âu dành cho Ukraine. Cuộc gặp chỉ diễn ra vài ngày trước khi ông Zelensky dự kiến sẽ tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo các nhà quan sát, khoản vay mới nhất mà EU vừa công bố đã mang lại hy vọng kéo dài thời gian cầm cự cho Ukraine trên chiến trường. Các lực lượng Ukraine đang cạn kiệt nguồn lực để trang bị thêm vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong các cuộc giao tranh với Nga. Ông Jacob Kierkegaard, một thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, nhận định rằng khoản vay này là dấu hiệu cho thấy EU đang từng bước trở thành người ủng hộ chính của Ukraine khi Mỹ được cho là sẽ không tham gia đóng góp cho khoản vay này. Song song với điều đó, tổ chức này cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro trong tương lai. Đến nay, các nước phương Tây ủng hộ Kiev đều không chọn phương án tịch thu tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu và Mỹ do lo ngại pháp lý. Một điểm gây tranh cãi khác là Liên minh châu Âu yêu cầu các thành viên nhóm họp 6 tháng một lần nhằm gia hạn các lệnh đóng băng tài sản của Nga. Vì bất kỳ thay đổi nào trong các lệnh trừng phạt đều có khả năng mở khóa số tiền bị đóng băng của Nga. Mỹ tuyên bố sẽ chỉ đóng góp nếu Bruxelles đồng ý gia hạn thời gian xem xét lệnh trừng phạt lên 36 tháng. Khoảng 90% tài sản của Nga ở EU hiện do công ty tài chính quốc tế Euroclear có trụ sở ở Bỉ nắm giữ. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào đối với thời hạn xem xét đều cần có sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên EU và Hungary, một quốc gia có quan hệ thân thiết với Nga, đã liên tục phản đối. Để giải quyết bế tắc, các quan chức EU đã quyết định thực hiện một khoản vay nhỏ hơn, không bao gồm sự tham gia của Washington, mặc dù bà Von der Leyen cho biết bà hoàn toàn tin tưởng rằng Mỹ và các nước khác cuối cùng sẽ đóng góp. Điện Kremlin từng chỉ trích ý tưởng tận dụng tài sản bị phong tỏa của nước này và đe dọa sẽ đáp trả. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5 ký xác lệnh về quy trình tịch thu tài sản Mỹ bị đóng băng ở Nga để bù đắp thiệt hại do lệnh trừng phạt từ phương Tây gây ra. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố những động thái trên của EU là một quá trình gia tăng căng thẳng với Nga. Vừa qua, báo Pravda dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang chứng kiến sự gia tăng ứng tuyển tân binh mỗi tháng. Cụ thể, ông Oleksiy Bezves. Quan chức phụ trách tuyển dụng tân binh của Kiev chia sẻ rằng, trung bình mỗi tháng có 6.500 tình nguyện viên được tuyển dụng trên toàn quốc. Chính những con người này tạo nên lực lượng phòng vệ Ukraine. Cũng theo ông Bezeves, lực lượng phòng vệ Ukraine có khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng, bao gồm cả đầu bếp, thợ máy, luật sư, người vận hành máy bay không người lái UAV và nhân viên y tế. Cục Biên phòng Quốc gia, Vệ binh Quốc gia, các lực lượng vũ trang và Cục An ninh Ukraine cũng đều đang chiêu mộ thành viên mới. Về vấn đề này, ông Michael Clark, thành viên Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, nhận định Ukraine thực sự đang thiếu quân nghiêm trọng. Kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine cho tới nay, Kiev luôn cho thấy là họ trong tình trạng thiếu hụt số lượng quân sĩ. Thậm chí hồi tháng 4, Ukraine đã phải hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội. Tổng thống Volodymyr Zelensky thời điểm đó cũng không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về việc này và các quan chức cũng không cho biết Ukraine dự kiến tiếp nhận bao nhiêu binh sĩ mới hoặc cho đơn vị nào. Việc huy động quân là một vấn đề khá nhạy cảm ở Ukraine trong bối cảnh quân đội ngày càng thiếu bộ binh, thiếu đạn dược trầm trọng, tạo điều kiện để Nga chiếm thế chủ động trên tiền tuyến. Các nhà phân tích quân sự cho biết độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine là khoảng 40. Một số người Ukraine lo ngại rằng việc loại bỏ thanh niên ra khỏi lực lượng lao động sẽ phản tác dụng, gây tổn hại thêm cho nền kinh tế đang lao đao vì bất ổn địa chính trị. Thậm chí, Quốc hội Ukraine hồi tháng 5 còn thông qua một dự luật cho phép một bộ phận tù nhân được gia nhập quân đội để đổi lấy khả năng được tha bổng có điều kiện khi kết thúc thời kỳ phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, việc huy động vào quân ngũ như thế này chỉ dành cho một số nhóm tù nhân Ukraine nhất định. Những tù nhân không đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội Ukraine gồm những người phạm tội nghiêm trọng hoặc tham nhũng nặng và các quan chức cấp cao cũ. Cuộc xung đột nga ukraina vẫn đang gia tăng nghiêm trọng. Theo báo cáo, quân đội Nga đang tiếp tục phản công ở vùng Kursk, mặc dù lực lượng Kiev ban đầu đã đạt được một số tiến triển vào đầu tháng trước. Cuộc tấn công đã bị cản trở khi Moscow đã bắt đầu phản công. Kênh Military Summary mới đây đưa tin quân đội Nga RFAF được cho là đã kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn nữa ở khu vực Kursk. Cuộc phản công OA chủ yếu đến từ phía Tây, nhưng họ cũng mạnh mẽ xông lên ở phía Đông. Tại Makivka ở Nam Kupiansk, lực lượng Moscow có thể kiểm soát những phần xa hơn của ngôi làng. Tuy nhiên, những hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy họ đang tiến về phía Tây theo hướng Nevsky. Về phía Pokrovsk, các cuộc tấn công của Nga được cho là đã đạt kỷ lục mới. Vô số hành động tấn công đang được thực hiện, đặc biệt là ở phía Nam. Theo một số nguồn tin, RFAF cũng đã kiểm soát được các vị trí xa hơn ở phía Nam Selidov. Có vẻ như thay vì đánh trực diện vào cứ điểm kiên cố này họ đang cố gắng vượt qua ngôi làng để bao vây, buộc đối phương phải tháo chạy hoặc đầu hàng. Lực lượng Moscow được cho là đã mở một cuộc tấn công từ làng Hoste vào nhà tù ở phía Tây và hiện đang chiến đấu để giành lấy nhà tù. Mặt trận Kurakhov ngày càng trở nên tích cực về phía Nga. Dường như tuyến phòng thủ của Ukraine đang vỡ vụn, quân đội Nga đang tiến lên đều đặn dọc chiến tuyến dài hàng trăm km, đặc biệt là tại các điểm nóng Kupiansk, Pokrovsk, Kurakhov theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hỏa lực pháo binh để phá hủy một cầu phao vượt sông Pesen, nơi được sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị Ukraina ở vùng Kursk. Được biết, cuộc tấn công vào cây cầu vượt sông diễn ra gần làng Kurilovka đã được máy bay không người lái Nga quay lại và được quân đội Nga công bố trên mạng xã hội nên nhanh chóng trở nên phổ biến. Trong khi đó, các đơn vị Nga thuộc nhóm quân miền Bắc đã tấn công thành công bảy lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraina và ngăn chặn một số nỗ lực phản công của lực lượng Kiev theo hướng Kursk. Theo dõi trên bản đồ chiến sự trực tuyến của Deep State, từ ngày 11 tháng 9 đến nay, chúng ta nhận thấy sau hơn một tuần phản công tích cực, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát một diện tích khá lớn từ tay đối phương, trong khi lực lượng Ukraine hầu như không còn tiến thêm được bước nào nữa ở vùng Kursk. Bản đồ khu vực kiểm soát của Kiev ở Kursk đã bị thu hẹp đáng kể, trong khi lực lượng tiếp viện và trang bị hạng nặng từ vùng Sumy tiến sang liên tục bị nga đánh chặn phá hủy nên nhóm quân ukraine ở trong lãnh thổ nga đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ những khu vực đã đánh chiếm được